Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em rất thân mến, hôm nay thật là vui. Niềm vui là niềm vui tâm linh, niềm vui của Thánh Thần. Bởi niềm vui này xuất phát bởi việc chúng ta nhận được một cái sự mặc khải cao trọng, cao vời, khôn tả. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, một Chúa Ba Ngôi. Và Hội Thánh dùng chữ mầu nhiệm để diễn tả những điều thuộc về Thiên Chúa. Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Chúa Giêsu xuống thế làm người, mầu nhiệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, và các mầu nhiệm trong đạo, đó là bảy bí tích và các điều khác. Mầu nhiệm để diễn tả một cái thực tại vượt quá trí hiểu của con người. Nếu những thực tại trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó có nhiều cái nó vượt qua trí hiểu của con người mà không thể nào diễn tả qua lời nói hay bút mực, nhưng mà người ta có thể cảm nhận và có thể diễn tả qua thơ văn, qua nhiều cái hình ảnh biểu tượng khác. Và thật vậy, chính mỗi người chúng ta thưa anh chị em, là một mầu nhiệm. Bởi vì không có một khoa học nào có thể mô tả cho chúng ta trọn vẹn con người, bản thể người, hữu thể người của chúng ta được. Bởi vì anh chị em biết, khi mô tả thì luôn luôn là đóng khung. Mô tả luôn luôn là đóng khung. Cho nên một con người, một cái thực tại sống, một sinh vật sống không thể nào bị đóng khung vào những cái phạm trù cả. Cho nên sự sống của chúng ta là một mầu nhiệm. Và đúng là một mầu nhiệm, bởi vì theo đức tin Công giáo, sự sống của chúng ta đến từ Thiên Chúa, là cội nguồn sự sống. Thiên Chúa Cha là cội nguồn sự sống. Thiên Chúa Con là lời chân lý. Và Thánh Thần chính là tình yêu làm cho sống. Như vậy, nếu dùng mầu nhiệm viết thường để diễn tả sự sống của con người, thì dùng mầu nhiệm viết hoa để diễn tả mầu nhiệm của chính Thiên Chúa. Dù là chúng ta không thể mô tả cho hết chiều sâu, chiều cao mầu nhiệm của Thiên Chúa, nhưng mà chúng ta sống mầu nhiệm ấy. Mầu nhiệm là để sống, chứ không phải để mô tả, để lý luận. Cho nên đối diện với sự sống, chúng ta chỉ có nước mở lòng ra
mở tay ra và đón nhận lấy vào trong cuộc đời của mình, để sự sống ấy được lớn lên trong ta, để Thiên Chúa ba ngôi ngự trị thực sự trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Đó là điều đức tin dạy cho chúng ta điều đó. Và chúng ta tin điều đó chính là sự thật, là chân lý. Thưa anh chị em, trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe chính con một Thiên Chúa nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi. Cái từ đến nỗi làm sao chúng ta có thể suy cho hết anh chị em? Anh chị em có thể nói với nhau, cha mẹ thương con đến nỗi hy sinh chuyện này, chẳng sàng chết vì con. Vợ chồng yêu thương nhau đến nỗi thuộc trọn về nhau, trọn vẹn và chết cho nhau. Đó cho nên đến nỗi nó diễn tả cái chiều sâu của mầu nhiệm, cái chiều cao, cái chiều rộng của tình yêu mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta. Bởi Thiên Chúa chỉ có một con của Ngài mà thôi, Thiên Chúa trao cho chúng ta tất cả những gì Ngài có, trao cho người con, và người con trao cho chúng ta chính sự sống của Ngài, tình yêu của Ngài, thần khí của Ngài. Nhờ vậy mà chúng ta càng thấm thía hơn, không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến thân, hiến mạng vì người mình yêu. Anh chị em có tin rằng Thiên Chúa yêu thương tôi không? Phải tin như vậy, cần phải có kinh nghiệm, cần phải có trải nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình. Trải nghiệm ấy giúp chúng ta đi vào trong mầu nhiệm vô tận vô cùng của Thiên Chúa. Chúng ta cảm nhận nhiều hơn là diễn tả, chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn là suy luận, chúng ta hít thở nhiều hơn là phân tích. Anh chị em rất thân mến, chúng ta có thể cảm nghiệm rất cụ thể tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta, trước hết qua bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta có mặt ở đây, chúng ta được rửa tội, được thánh hóa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đây là khởi đầu của một tiến trình đi vào trong đời sống vĩnh cửu ngay từ ở trên thế gian này. Sự không vĩnh cửu ấy được lớn lên mỗi ngày khi chúng ta mở lòng ra, khi đức chúng ta đón nhận những điều khác lời của Chúa trong cuộc sống. Bây giờ anh chị em nhớ lại xem, một lời nào của Chúa trở nên sức mạnh cho tôi? Một lời nào của Chúa trở nên sự sống của tôi? Một lời nào của Chúa kéo tôi ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của sự dữ, để tôi sống cho Chúa và chết cũng cho Chúa? Và nhất là anh chị em nhớ lại lời Cha giải tội nói với anh em, chị em: Cha tha tội cho con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh chị em cứ nghĩ lại đi, để thấy lòng mình được vui lên, để thấy lòng mình rộn lên niềm vui của Thánh Thần Chúa, niềm vui được làm con cái và nhận biết, nhất là niềm vui được nhận biết và cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Và thưa anh chị em, nếu Chúa không thương ta thì không ai trong chúng ta có thể sống tới giờ này, chắc chắn là như vậy. Nếu Chúa không thương xót thì không ai trong con người có thể đối diện với Thiên Chúa là đấng ba lần thánh cả.
Nếu Chúa Giêsu không chết và sống lại cho chúng ta, chúng ta mãi mãi ở trong tội, chúng ta mãi mãi ở trong tối tăm, chúng ta mãi mãi trầm luân dù chúng ta vẫn sống. Nói ngược lại, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta lãnh nhận ơn này đến ơn khác trong cuộc đời của mình. Và Thánh Thần, đó chính là sự sống của Thiên Chúa trao cho chúng ta. Thánh Thần thúc đẩy chúng ta làm tất cả những gì để chúng ta có thể biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa, làm tất cả những gì để giúp cho người khác nhận biết Thiên Chúa là tình yêu, là lòng thương xót, là sự chữa lành của tôi, là sức mạnh của tôi. Và chính Thánh Thần giúp cho chúng ta sống tư cách là con cái của Thiên Chúa, là anh chị em với nhau. Liệu rằng chúng anh chị em từng người trong chúng ta có sống đúng tư cách là anh chị em với nhau chưa? Chắc chắn là không thể không có những cái va chạm, không thể không có những cái gánh nặng, những cái gương xấu, những tội lỗi. Nhưng điều đó nó có lớn hơn không? Nếu cái điều đó nó lớn hơn tình yêu, lớn hơn cái sự cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa dành cho tôi, thì cuộc tôi sống của tôi nó thật là èo uột. Còn qua đó tôi càng cảm nhận hơn là tôi cần anh chị em tôi hơn, tôi cần lòng thương xót của Chúa hơn, tôi cần lời của Chúa, Thánh Thể của Chúa hơn, thì cuộc đời, cuộc sống của người Kitô hữu của chúng ta chắc chắn được lớn lên và đem lại niềm vui. Bởi cái cần ấy, đó chính là ơn của Chúa biến đổi chúng ta. Tình yêu của Chúa làm thay đổi suy nghĩ, cuộc sống của chúng ta từ bên trong, để chúng ta càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn, giống Chúa Giêsu hơn trong tương quan với Thiên Chúa là Cha và với tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, trong con cái loài người, chúng ta vui mừng có mẹ Maria. Trước khi là mẹ, Đức Maria cũng là chị em của chúng ta trong cùng một đức tin vào Thiên Chúa duy nhất. Chính người chị Maria này đã sống trọn vẹn, đi vào, được Chúa đi vào trong tương quan của Ngài khi vâng lời Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết trí khôn, để mẹ thuộc về Chúa từ tiếng xin vâng, từ lúc truyền tin cho đến suốt cuộc đời, và nhất là dưới chân thập giá. Và Thiên Chúa đã làm cho sự xin vâng ấy được tỏa sáng khi tôn vinh mẹ lên trời cả hồn cả xác. Đó là niềm hy vọng của Hội Thánh và của từng người chúng ta ngay của cuộc đời này. Xin mẹ chuyển cầu cùng Chúa giúp cho mỗi người chúng con luôn xác tín và tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con, tương quan tình bằng hữu anh chị em lớn hơn những cái va vấp, những cái xúc phạm, những cái mọn hèn của chúng con. Nhờ đó chúng con sống thuộc về Chúa, chết cho Chúa và cho anh chị em của chúng con mỗi ngày. Amen.